Nào. Năm con nhé mọi người nhé, năm con. Đây cho mọi người xem năm con. Và bây giờ mình sẽ di chuyển chỗ ở nhà nó, vì đây chật quá, mình sẽ di chuyển nó vào kho cho nó ở. Chỗ này mưa nó ướt. Nào đẹp. Đẹp không mọi người? Rồi bây giờ mình sẽ chuyển chỗ nó. Bây giờ mình sẽ chuyển vào đây. Đưa đây. Đưa vào tổ đấy. Vào đây mưa. Phải đấy. Chuyển vào tổ này. Đây nhé, rất đẹp nha mọi người nhé. Năm con. Video lần trước mình đếm là nhầm 4 con, nhưng mà hôm nay à đâu, sáng nay mình quay thì là nhầm là 4 con, nhưng mà bây giờ mình chuyển chỗ cho nó thì mình đếm được 5 con. Là sáng nay lúc mình quay là hình như nó trẻ đẻ, nó chưa đẻ thêm sao vậy? Rất là xinh xắn, rất là đẹp. Rất mong được sự ủng hộ của mọi người bằng cách đăng ký kênh, like video và để lại bình luận đóng góp ý kiến ấy, để cho mình có động lực làm ra những video động vật quanh ta nó thú vị hơn và nó thiết thực và có nhiều lợi ích cho người xem hơn. Cho vào đây thì nó ấm hơn, khỏi nó bị mưa gió. Đây là trong kho nhá, đây trong kho nhà mình. Đây lúa rồi, chuột này vào đây ăn lúa lắm này. Đấy, ở đây nhé. Và mình xin chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã xem video ủng hộ mình. Rất mong mọi người đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Và hẹn mọi người vào những video sau nhé. Mọi người nhớ đăng ký kênh để theo dõi xem là những chú chó con này phát triển như thế nào nhé. Mình sẽ ra video liên tục theo dõi đàn chó con này. Và bây giờ hẹn mọi người vào những video sau nhé. Xin chân thành cảm ơn ạ.